Ngày nay selfie hay còn gọi là cách tự chụp ảnh cho mình đã không còn xa lạ gì với tất cả chúng ta. Tuy nhiên hành động này không chỉ đơn thuần được sử dụng trong những cuộc vui chơi hay là lúc rảnh rỗi của người trẻ nữa mà nó còn được áp dụng cho công việc, cụ thể là việc chấm công. Kể từ tháng 5 năm nay, giáo viên trường công lập ở hạt Barabanki, bang Uttar Pradesh, Ấn Độ được yêu cầu gửi hình tự sướng trước 8 giờ mỗi ngày đi làm để chấm công. Nếu giáo viên đăng ảnh muộn hơn thời gian quy định hoặc không đăng ảnh sẽ bị mất một ngày lương. Thông qua trang web Basic Shiksha Adhikari, quan chức giáo dục tại hạt Barabanki sẽ kiểm tra các bức ảnh. Toàn bộ quá trình nhận và xác minh ảnh selfie được thực hiện nghiêm túc theo chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Ấn Độ. Chính vì cách thức chấm công quá mới mẻ này mà chỉ trong 2 tháng đầu tiên áp dụng đã có hơn 700 giáo viên bị mất một ngày lương. Theo cơ quan chức năng tại địa phương này, việc làm này sẽ giúp kiểm soát được tình trạng giáo viên dạy thay. Thực tế, tại bang Uttar Pradesh có rất nhiều giáo viên đã thuê đồng nghiệp có trình độ kém hơn để đi dạy thay. Mục đích chính là chấm công thay cho những người giáo viên chính thức. Ngoài ra, giáo viên bị phát hiện sử dụng điện thoại di động ngoài mục đích giảng dạy trong giờ làm việc sẽ bị cắt giảm lương. Tuy nhiên, việc làm này cũng gặp phải những phản đối từ phía các giáo viên khi họ cho rằng các tình huống bất lợi như kẹt xe, thiếu phương tiện giao thông công cộng tại vùng nông thôn và kết nối Internet kém có thể gây chậm trễ trong việc đăng ảnh selfie. Một giáo viên trường tiểu học Ramnaga, hạt Barabanki nhận xét và cho hay từng bị mất một ngày lương vì tắc đường. Dù gặp khá nhiều ý kiến trái chiều nhưng mà cũng phải công nhận rằng đây là cách chấm công vô cùng mới lạ và sáng tạo, áp dụng được Internet và công nghệ vào trong cuộc sống. Tuy nhiên, có lẽ thì Bộ Giáo dục Ấn Độ nên xem xét để cải thiện hệ thống cũng như đưa ra những điều luật cụ thể hơn, tránh để các giáo viên phải mất một ngày lương chỉ vì những sự cố không mong muốn.